Vâng, xin chào quý vị. Càng tôi lại xuất hiện thêm một mẫu ôm ly. Con này cách đây khoảng 1 tháng tôi đã bán 2 con, nhưng 2 con đấy không đẹp bằng con này. Và 2 con đó thì giá thấp hơn vài trăm. Con này là một con ôm ly cổ của Chio, hay còn gọi là Kenwood, có mã là KA3300. Nếu muốn nói là đầu tư vừa tiền, chất âm hay, chất âm ngọt ngào, ngọt như ôm ly đèn, thì con ôm ly này có cái những cái tiêu chí như vậy. Rất rẻ, chất âm hay, và có thể ghép vào những đôi loa cổ, loa to bass 30-40 được hết, để nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình, liên khúc. Chút nữa tôi sẽ test nhạc to hơn. Âm ly này, âm ly cổ đánh một đôi loa, chỉnh bass chép, lao lớt, cân loa, các đường vào âm thanh rất rõ ràng. Và hình thức còn tương đối đẹp luôn. Xuất sát một tí là phải có, nhưng với hình thức như thế này là mượt mà lắm rồi các bạn nha. Không bao ship, giá 2,5 triệu đồng các bạn ạ. Thông tin địa chỉ của hàng tôi rất rõ, quý khách hàng có thể đến tận nơi xem và đặt cọc tiền, tôi gửi đi. Chờ kháng từ 4 đến 16 ohm. Thông tin kỹ thuật 100V 90W. Đó, sản xuất tại Nhật Bản. Các đường vào âm thanh rất nhiều, rất nhiều. Bãi zin luôn. Đây là trong cái lô ôm ly tôi mới lấy về và hôm nay lau chùi được. Con này đầu tiên tôi đăng lên, các bác cùng xem. Tại sao con ôm ly này nó ngọt? Bởi vì lần này tôi lại nói tiếp. Bởi vì nó chạy cái dòng STK này. Những con ôm ly cổ nó chạy STK này thì chất âm nó cực kỳ ngọt luôn. Và bãi zin 100% luôn nhá. Zin 100% luôn. Mỗi lau chùi lại, tụ lọc nó nằm ở dưới chỗ này. Mở to hơn, mời quý vị cùng xem. Rất rõ, ngọt ngào. Bề ngang của nó tầm 38cm nha. Nó không phải là bề kích cỡ to, nhỏ xinh, như dày, nặng. Bát chép đang để giữa. Loa trái có tiếng này. Loa phải có. Siêu ngọt phải không các bác? Siêu ngọt đúng không? Nếu mà nhiều người nhìn vào cái giá này thì sẽ coi thường nó. Coi thường nó. Tôi dám khẳng định tôi biết điều đó. Nhưng mà nếu về chất âm thì phải nghe trực tiếp thì biết được nó phê như thế nào. Em nghe không ngoài kia, trời đông đã lên rồi, bao lớp người đi. Đầu mây chân gió phải nặng gánh sông hồ, còn bao lâu nữa xin em thôi hơn rồi. Đây gói hành trang tí nào lớn này, xếp lại cho tròn để anh đi nhé. Nó quá hợp để nghe nhạc vàng. Vì trong những ngày dài anh vắng xa em. Xin chào, hẹn gặp lại. Một sự điều đầu tư không thể không hợp lý hơn với những con ôm ly cổ như này. Nghe hay và hình thức của em nó còn rất đẹp luôn. Bề cao chất tầm 12-14, bề ngang tầm 38. Giá là 2,5 triệu đồng.